Xin kính chào quý vị và các bạn. Minh Hải đang có mặt tại sân Vinh, nơi mà ngày 12 tháng 7 năm 2020 sẽ diễn ra trận derby xứ Nghệ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Và có lẽ chúng ta sẽ nói nhiều đến trận đấu này, chúng ta sẽ nói nhiều đến lịch sử của trận derby xứ Nghệ. Như rất là nhiều những thành phố khác thì chúng ta biết là người Pháp đã mang bóng đá về với xứ Nghệ. Và đội bóng đầu tiên được thành lập và hoạt động một cách quy củ diễn ra từ trước năm 1930. Và đội bóng đấy có tên là đội bóng áo vàng. Và chiếc áo màu vàng cũng là chiếc áo truyền thống của câu lạc bộ này. Và đến nay thì Sông Lam Nghệ An coi đó là màu áo của sân nhà, là một phần của bản sắc xứ Nghệ. Chính xác là vào tháng 8 năm 1932 thì trận derby đầu tiên diễn ra ở một bên là bờ Nam của Sông Lam, một bên là bờ Bắc của Sông Lam. Hai đội ngũ các cầu thủ này thành lập thành hai đội và người ta gọi đấy là đội Hà Tĩnh Thể Dục và đội Nghệ An Thể Dục. Trận đấu đấy diễn ra một cách vô cùng quyết liệt bởi vì hai đội bóng đều sở hữu nhân tài, đều sở hữu những ngôi sao, nhưng lại là trận đấu chênh lệch nhất trong lịch sử của những trận đấu, kể cả những trận đấu giao hữu. Và người Pháp là người đứng ra tổ chức trận đấu này và quan phó sứ chính là người làm thủ tục cho trận đấu đầu tiên. Hai đội cũng tung đồng xu, hai đội cũng chọn sân, hai đội cũng chọn bóng. Và điều đặc biệt là sau mỗi bàn thắng được ghi thì rất nhiều các vũ công đã nhảy, dàn kèn đồng đã được chơi một cách vô cùng sôi động. Trong trận đấu chênh lệch đó thì đội Nghệ An Thể Dục hiệp 1 ghi được 4 bàn và hiệp 2 họ ghi thêm 7 bàn nữa để kết thúc với chiến thắng là 11-0. Sau đó không lâu thì một trận đấu khác cũng được tổ chức với tỷ số 2 đều, cũng với các ngôi sao của bờ Nam Sông Lam và bờ Bắc Sông Lam. Và như chúng ta đã biết, đây là năm 2020. Và nếu những người được chứng kiến trận đấu đầu tiên, trận derby xứ Nghệ đầu tiên, bây giờ tuổi đời ít nhất cũng là 88 tuổi. Và đấy là lý do vì sao chúng ta thấy trận cầu này là trận cầu cực kỳ đặc biệt. Bởi vì 88 năm rồi, người ta mới nhìn thấy một trận đấu được tổ chức một cách bài bản. Và đây là trận derby đầu tiên giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Tĩnh. Và tất cả chúng ta cũng đã hiểu một phần lịch sử của bóng đá xứ Nghệ. Nhưng thực sự là Bộ Chỉ huy Quân sự của Nghệ Tĩnh đến năm 1973 mới quyết định thành lập đội bóng có tên là Sông Lam Nghệ Tĩnh. Và về sau thì đến năm 1979 thì họ mới đi vào hoạt động. Năm 1980, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh là huấn luyện viên của đội bóng Sông Lam Nghệ Tĩnh. Và cuối cùng thì chúng ta cũng biết là có rất là nhiều những cái biến cố đã xảy ra và đến năm 1992 thì Nghệ Tĩnh được tách ra thành Nghệ An và Hà Tĩnh và đội bóng được đặt trụ sở tại Nghệ An. Và rất nhiều những câu chuyện hay, rất nhiều những huyền thoại và có lẽ là bóng đá xứ Nghệ một phần có được cái trang sử huy hoàng như ngày hôm nay là nhờ một công đóng góp rất lớn của những người Hà Tĩnh. Chúng ta có thể kể ra rất nhiều những tên tuổi lớn. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, một người mà đã từng vô địch với tư cách là cầu thủ của Sông Lam Nghệ An, với tư cách là huấn luyện viên trưởng của Sông Lam Nghệ An, đặc biệt là mùa V-League 2011. Anh Nguyễn Hữu Thắng đóng vai trò cực kỳ quan trọng, thậm chí là đóng vai trò quyết định đến chức vô địch của Sông Lam Nghệ An. Từ việc thu hút hiền tài, giữ chân lại những cầu thủ ngôi sao, cho đến chuyện chạy tài trợ để cho đội bóng của mình có một điều kiện tốt nhất. Và còn sau đó có rất nhiều những cầu thủ khác của Hà Tĩnh cũng đóng góp rất nhiều cho bóng đá xứ Nghệ. Chúng ta phải nói đến những trường hợp như là của Phi Sơn. Chúng ta đừng quên là Trọng Hoàng cũng là người có gốc gác từ Hà Tĩnh. Và đó là lý do vì sao trận đấu này trở thành tâm điểm và Minh Hải đã chọn sân Vinh với trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Tĩnh là trận cầu tâm điểm và mình sẽ tác nghiệp ở đây bởi vì cái tính lịch sử của nó. Để giúp quý vị và các bạn có thêm một cái nhìn về trận derby xứ Nghệ đầu tiên trong lịch sử, Minh Hải muốn nói ở đây là được tổ chức ở cấp quốc gia, thì Minh Hải đã mời đến nhà báo và là MC Sân Vinh Trần Văn Trung. Anh Trung, với cá nhân anh thì anh chờ đợi cái trận đấu derby xứ Nghệ lần đầu tiên trong lịch sử như thế nào? Trước đây Sông Lam Nghệ An là Sông Lam Nghệ Tĩnh và đội bóng Sông Lam Nghệ An 41 năm trôi qua thì có những dấu ấn của người Hà Tĩnh nữa. Và các cổ động viên Hà Tĩnh cũng dành một tình yêu rất lớn, giống như dành tình yêu dành cho quê hương đối với Sông Lam Nghệ An. Chính vì vậy mà tôi cũng hiểu được và cũng cảm nhận được là cái sự giằng xé của
rất nhiều cổ động viên Hà Tĩnh và các cổ động viên Sông Lam Nghệ An, vì gần như Hà Tĩnh, Nghệ An nó chung một giọng nói, chung một dòng nước Sông Lam và chung một truyền thống. Thì bây giờ khi mà xuất hiện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nó là một tín hiệu vui. Nhưng mà khi tình yêu nó chia sẻ, nó phải san sẻ ấy, thì chắc chắn đó sẽ là một cảm xúc rất đặc biệt. Tôi nghĩ rằng nếu như Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng thì có lẽ là sẽ nhiều hơn 50% các cổ động viên sẽ vui sướng. Nhưng nếu như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng thì đó cũng sẽ là một cảm xúc, nó không có gì phải gọi là khó chấp nhận đâu. Bởi vì đó là sự tiến bộ của một đội bóng vừa thăng hạng. Không chỉ là các cổ động viên đã lớn tuổi đâu, mà hiện nay có rất nhiều những bạn trẻ, họ là một fan của Sông Lam Nghệ An ở V-League, thì bây giờ họ là một fan của đội bóng quê hương là đội bóng Hà Tĩnh. Trước đây họ đến sân Vinh, bây giờ họ rất khó xử nhá. Trước đây họ đương nhiên họ sẽ đến khán đài B10 mặc một chiếc áo vàng cổ vũ cho Sông Lam Nghệ An, hô tên Sông Lam. Còn bây giờ khi mà Hà Tĩnh đá ở đây thì bây giờ họ sẽ phải cân nhắc giữa cái việc là đầu tiên là mặc áo vàng hay áo đỏ, rồi ngồi ở B10 hay là ở khu vực của cổ động viên Hà Tĩnh nhà mình. Đấy, đó chỉ đơn giản, nó chỉ là như thế thôi. Rồi, giả sử trong một trận đấu nếu như Hà Tĩnh ghi bàn thì tôi cũng không thể, cá nhân tôi cũng không thể tưởng tượng được là cổ động viên quê Hà Tĩnh mà lại yêu Sông Lam thì sẽ thể hiện cảm xúc như thế nào. Cá nhân tôi tin rằng là trận đấu tới sẽ là một trận đấu quyết liệt, và đội bóng nào ghi bàn, đội bóng nào giành thắng cũng đều xứng đáng cả. Và cá nhân tôi nghĩ rằng tôi là người cầm loa ở trên sân Vinh, đối với sân nhà thì tôi sẽ đọc rất to tên cầu thủ ghi bàn của Sông Lam Nghệ An. Nhưng trận đấu này với cái tính chất như thế này thì bất kỳ cầu thủ nào của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Sông Lam Nghệ An ghi bàn, tôi sẽ đọc rất to cầu thủ đã mang lại cảm xúc cho tất cả người hâm mộ. Xin được hỏi anh một câu là những trận derby trước đây cũng đã có rồi, Sông Lam Nghệ An gặp Quân Khu 4. Và tại sao trận đấu này nó lại đặc biệt hơn trận đấu derby giữa Sông Lam Nghệ An và Quân Khu 4? Quân Khu 4 không hẳn là Nghệ An, hay cũng không hẳn là của Nghệ Tĩnh, mà Quân Khu 4 là cả một vùng, một quân khu. Trận derby, nói về trận derby của Quân Khu 4 và Sông Lam Nghệ An trước đây thì nó khó có thể so được với cái sự căng thẳng, với cái sự háo hức đối với các cổ động viên Hà Tĩnh bây giờ. Bởi vì đã Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bây giờ là của người Hà Tĩnh, của người dân Hà Tĩnh, và người dân Hà Tĩnh người ta kỳ vọng vào đội bóng này rất nhiều, phải rất nhiều năm rồi. Cái sự chờ đợi đấy nó rất là dài rồi. Còn đối với trận derby của Quân Khu 4 trước đây thì tôi nghĩ là nó cũng hấp dẫn, nhưng mà tính chất nó không đặc biệt như đúng chất derby. Derby nó là vùng miền, derby nó là cả hai đội bóng trên một địa phương, tôi nghĩ là như thế. Và điều rất là đặc biệt của trận đấu này, thưa quý vị và các bạn, đấy là gì ạ? Là các cổ động viên ngày xưa của Sông Lam Nghệ An họ ở trên đất Hà Tĩnh. Vâng. Họ cổ vũ cho đội bóng, nó khác với các trận derby khác. Vâng. Tức là ví dụ như là derby thành Manchester chẳng hạn. Vâng. Thì anh màu xanh là màu xanh, anh màu đỏ là màu rất đỏ. Rõ ràng luôn. Nhưng bây giờ lại là vừa là màu vàng nhưng lại là vừa là màu đỏ. Đỏ. Đấy mới là khó. Đó. Và theo ghi nhận của anh thì các cổ động viên đã chuẩn bị cho trận đấu này như thế nào? Và các cầu thủ họ có cảm xúc gì trong trận đấu này? Theo tôi được biết thì sẽ có khoảng 2.000. Đấy là những con số có thể tạm ước tính được. 2.000 cổ động viên Hà Tĩnh mặc áo đỏ vượt cầu Bến Thủy sang Nghệ An, sang thành phố Vinh để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Tôi nghĩ rằng cái trận đấu vào ngày Chủ nhật tới đây nó hoàn toàn có thể trở thành một ngày hội. Bởi vì thứ nhất là nó diễn ra vào ngày cuối tuần. Thứ hai là đây là trận derby đầu tiên. Và thứ ba ấy, cái tính chất của trận derby này nó cân sức, chứ không phải nó không cân sức. Vì Sông Lam Nghệ An vừa trải qua được 3 trận rất là khó khăn và lực lượng cũng gọi là cũng gặp tổn thất. Trong khi đó Hồng Lĩnh Hà Tĩnh một đội bóng trẻ có ngoại binh tương đối tốt, một dàn cầu thủ trẻ không phải là quá xuất sắc nhưng họ rất đồng đều. Có nghĩa là
So về bề dày lịch sử thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới chỉ là đội bóng non trẻ thôi. Sông Lam Nghệ An là đội bóng đã 41 năm một biểu tượng. Nhưng trên sân đấu, tôi nghĩ rằng kẻ tám lạng người nửa cân, không có cái sự gọi là dễ dàng hay là cho bất kỳ một đội bóng nào cả. Nên đó sẽ là một trận đấu hay. Mặc dù thời tiết đá vào lúc 5 giờ thì cũng sẽ là vấn đề đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là người Nghệ An hay người Hà Tĩnh thì cái việc mà gió Lào thổi rồi ánh nắng chiếu, cái vật đấy là quá quen. Khi mà tình yêu nó đã trỗi dậy rồi thì cái đấy không thành vấn đề. Nhưng tôi có một cái hy vọng là ban tổ chức Sân Vinh trận đấu này sẽ có những phương án phù hợp để có thể phân phối vé, để mở cửa những cái khán đài mà trống để cho phục vụ những cổ động viên ở xa đến, họ có thể chung vui vào cái ngày hội này. Đương nhiên là mọi trận đấu thì các cầu thủ đều phải chuẩn bị tốt nhất. Nhưng mà theo ghi nhận của anh thì họ chuẩn bị cho trận đấu với Hà Tĩnh có gì khác biệt so với trận đấu trước không ạ? Trước khi gặp nhau thì Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có 6 trận giao hữu. Và nếu như mà tháo ngoại binh ra thì Sông Lam chơi tốt hơn. Còn nếu cho ngoại binh vào thì rất ngang ngược. Sau 3 trận thua thì Sông Lam Nghệ An sẽ phải rất nghiêm túc và cũng đang rất nghiêm túc để chuẩn bị cho trận đấu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cái điều quan trọng nhất mà các cầu thủ bây giờ đang chuẩn bị đó chính là họ phải lấy lại được sự thăng bằng và lấy lại được cái nguồn cảm hứng chơi bóng cũng như là sự tự tin để phần nào đấy truyền lửa lên khán đài, lên cho các cầu thủ thứ 12 của mình. Thì như thế các cầu thủ thứ 12 lại truyền ngược lại lửa cho họ từ trên khán đài xuống. Đây mới là cái thời điểm mà các cầu thủ cần phải vùng dậy, phải ý thức được rằng là tinh thần xứ nghệ nó là như thế nào. Tôi vừa nhớ lại là thời điểm mà Quế Ngọc Hải chuẩn bị rời Sông Lam Nghệ An, lúc lượt đi Sông Lam mới chỉ có 8 điểm sau 12 vòng đấu đầu tiên, nhưng sau khi lượt về họ đã vùng dậy. Đó là một minh chứng cho cái việc mà càng khó khăn thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An càng phải phát huy được cái tinh thần đấy. Tinh thần đấy gọi là tinh thần thép, tinh thần xứ nghệ, tinh thần vượt khó. Tôi nghĩ rằng là cái sự vị tha, cái sự bao dung của cổ động viên Sông Lam Nghệ An thời điểm này là rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Để có thể quay lưng với đội bóng hay giận dỗi cũng dễ, nhưng mà cổ động viên Sông Lam Nghệ An thì cũng rất là dễ bao dung, rất là dễ tha thứ nếu như các cầu thủ vẫn luôn ý thức được rằng họ đang khoác trên mình một màu áo của quê hương. Thầy Park nói rồi, cổ động viên Việt Nam mình thì yêu bóng đá nhưng mà phải là bóng đá thắng cơ, còn bóng đá thua thì không thích. Cho nên là các cầu thủ cũng phải ý thức được rằng đá bóng, đá hay thì dân sướng, mới chỉ sướng thôi chưa đủ, đã thắng dân mới vui. Tôi nghĩ là câu nói đấy nó cũng đầy đủ những ý nghĩa để các cầu thủ có thể nỗ lực và tự phấn đấu rồi. Rất tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, là không biết là tỷ số sẽ như thế nào, không biết là ai thắng, không biết là ai thua, nhưng rõ ràng đây là trận đấu của những sự đối ngược, của những sự giằng xé. Các cổ động viên bình thường đứng ở B10 kia nhưng mà họ có thể sẽ phải chuyển sang một khán đài khác dành cho đội khách, và họ đến đây với tư cách là một cổ động viên ruột của Sông Lam Nghệ An nhưng sẽ ủng hộ cho đội bóng quê hương. Thứ hai là chúng ta biết là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bây giờ là đội bóng non trẻ nhất ở V-League với tuổi đời chỉ là 1, trong khi Sông Lam Nghệ An là 41 và đứng đầu trong số tất cả những kỷ lục là đội bóng còn đang hoạt động và có tuổi đời dài nhất. Họ cũng là đội bóng mà có đầy đủ tất cả những chức vô địch từ hạng nhỏ cho đến hạng cao nhất. Và điều cực kỳ quan trọng, Sông Lam Nghệ An là đội duy nhất chưa xuống hạng. Đó là những yếu tố cực kỳ đặc biệt và nó tạo ra cho chúng ta một trận derby xứ nghệ, một trận đấu không thể nào quên, một trận đấu mở ra cái cột mốc cho những trận derby xứ nghệ sau này.